Ok, không chào gì hết, vào thẳng chủ đề luôn nhá. Đây là một chủ đề mà mình khá là bức xúc và muốn đề cập tới lâu rồi. Đại khái là trên mạng ấy thì gần đây có những cái comment như là: mày có biết làm vlog không? Cái mục đích của vlog này là gì? Ông ơi, ông nghỉ làm vlog đi. Và mình không chỉ trích dẫn ở mỗi channel mình ấy, mà còn ở channel của rất nhiều các bạn Việt Nam khác ấy. Và thực sự mà nói thì mình thấy các bạn rất là thiếu hiểu biết. Nhớ sao mình lịch sự nhỉ? Ok, thứ nhất ấy là các bạn có hiểu vlog là gì không đã? Mình biết là câu này nhai đi nhai lại rồi, mà thôi mình nói một lần nữa cho những ai mà không biết. Vlog, còn đọc là vlog ấy, là tiếng rút ngắn của video blogging ấy. Có nghĩa là blogging ở dạng video thôi. Còn blogging ấy là viết nhật ký online, bạn thích nêu suy nghĩ về vấn đề gì đấy, quan điểm về vấn đề gì đấy, hay là kiểu tự sự cá nhân thì bạn viết lên rồi chia sẻ cho mọi người để đọc. Và blogging chính là điều này, nhưng mà thay vì đánh máy thì bạn quay video rồi up lên mạng cho mọi người xem. Vậy từ cái định nghĩa này ấy, thì bạn có thể nói ai đấy không biết blog không? Bạn cứ thử nghĩ xem. Điều đó tương đương với việc ấy là bạn đang nói người ta không biết nêu suy nghĩ và không biết nêu quan điểm về vấn đề xã hội gì đấy. Tương tự thì vlogging cũng thế thôi, không thể nào nói ai không biết vlog được, vì đơn giản ấy, vlogging chỉ là lôi cái máy quay ra, nói quan điểm suy nghĩ của mình, tự sự cá nhân của mình, bất kỳ về vấn đề gì đấy rồi up lên mạng. Thực sự đó là vlogging. Còn nếu như ý của bạn là thằng này nó vlog không hay, rồi con kia nó vlog không lôi cuốn thì trước hết đấy, nói cho đúng vào. Còn nếu như muốn đụng vào chủ đề cái vlog nó có hay hay không thì thực sự là tùy khẩu vị của mỗi người, cho nên mình cũng không bàn luận về vấn đề này. Nhưng mà nhân tiện đây luôn ấy thì mình cũng muốn nói luôn là mình cảm thấy suy nghĩ và quan điểm về vlogging của một số thành phần trong cộng đồng mạng Việt Nam của mình ấy thì cũng có phần nào sai lệch và không bao quát cho lắm. Mình thấy một số bạn quan niệm ấy là vlog ấy là phải hài hước này, hoặc là phải bàn về một cái chủ đề gì đấy trong xã hội thì mình được coi là vlog. Nhưng mình biết rất nhiều các vloggers khác ấy, họ không làm những cái vấn đề này, mà thay vào đó ấy là up lên những cái clip kiểu tự sự cá nhân y như blogging thôi, rồi kiểu rất là ngẫu hứng và rất tự nhiên. Ví dụ nhá, có thể là trong nước là Tammy Trần hoặc là Rocker Nguyễn này, rồi nước ngoài thì Hika TV hoặc là Johnny Day. Đại loại là kiểu cứ đi đâu ấy thì lôi điện thoại ra rồi quay lại thôi. Thực sự ấy, đó chính là vlogging theo đúng nghĩa luôn. Vì có thể là không có kịch bản rõ rệt này, không có sự chuẩn bị kỹ càng này, không có sự đầu tư rất là công phu này, nhưng mà nó rất là tự nhiên và nó đúng là video blogging luôn. Mình thì mình nghĩ là cái quan niệm vlogging phải thế này rồi vlogging phải thế kia của một số bạn hiện nay ấy, thì phần nào bị ảnh hưởng bởi những YouTubers đầu tiên của Việt Nam mang phong trào blogging về. Những cái tên như kiểu du học sinh Mỹ này, người luôn chia sẻ kinh nghiệm du học sinh rồi bàn luận về vấn đề xã hội này, xã hội kia. Hoặc là JV, người luôn châm biếm hoặc là xen kẽ trong vlog của mình những cái mẩu kịch hài. Vì vậy một số bạn có thể hình thành cái suy nghĩ là vlogs phải như thế, hoặc là ít nhất là phải theo cái chiều hướng như thế thì mới được coi là vlog. Đơn giản là vì họ chưa tiếp xúc nhiều với các video của nước ngoài. Và nếu không được như vậy thì ăn ngay một câu: mày không biết làm vlog. Đấy, trong vlog này thì mình muốn nói lên suy nghĩ của mình về cái định nghĩa của từ vlog và thế nào là làm vlog. Thực sự là nên hiểu rõ hơn cái định nghĩa này, hiểu kỹ hơn, hiểu sâu hơn về cái định nghĩa này trước khi bạn comment như bố đời, vì mình nghĩ là nó bao quát hơn những gì bạn tưởng. Các bạn có thể chia sẻ quan điểm của mình ở dưới đây. Và cuối cùng ấy là nên nhớ một điều là không phải là cái video nào lên YouTube cũng gọi là vlog đấy nhá. Có thể là dance, có thể là parody, có thể là phim ngắn. Và cũng có thể là vlog. Vì vậy mình thường coi bản thân là YouTuber hơn là vlogger. Vậy thôi, like us, gonna like, share and subscribe. Bây giờ đi, bye bye. Ok, mai mới xong cái vlog này. Hả? Một comment rồi đấy. Mẹ lại còn 3 likes gì?